Xin chào các bạn, tôi là Duy Nguyễn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cách thức kiếm tiền trên YouTube. Thì để kiếm tiền trên YouTube thì đầu tiên là bạn phải đăng ký cái tài khoản YouTube Partner. Thì để đăng ký tài khoản YouTube Partner thì các bạn tiến hành như nào? Thì đầu tiên là bạn di chuyển vào cái biểu tượng avatar như này và chọn cái phần Creator Studio. Sau khi kích vào phần đó thì ở đây bạn bên tay trái bạn sẽ có những cái phần menu như này, thì bạn kích vào phần kênh. Trong cái phần kênh thì bạn kích vào phần nâng cao. Tại phần nâng cao này thì bạn sẽ phải chọn với quốc gia là Hoa Kỳ. Thì đối với quốc gia Hoa Kỳ thì bạn mới chạy được cái tài khoản quảng cáo. Đó, sau khi bạn chọn quốc gia Hoa Kỳ, từ khóa về kênh thì bạn có thể đặt bất kỳ. Như đây tôi đặt là Dương. Như này để tiện cho cái việc mà khi người ta tìm đến cái kênh của bạn thì người ta sẽ gõ bằng một cái từ khóa nào đấy. Thì ở đây tôi để là Dương Đăng. Sau khi mà đăng ký xong phần quốc gia và từ khóa về kênh như này thì bạn nhấn vào lưu. Ok, tiếp theo là cái phần xác minh cái tài khoản. Để xác minh được cái tài khoản này thì bạn kích vào phần trạng thái và tính năng. Thì ở cái dòng đầu tiên này sẽ có phần xác minh, bạn kích vào phần xác minh. Bạn chọn quốc gia là Việt Nam. Thì ở đây sẽ có hai hình thức xác minh, một là gọi điện bằng thư thoại và thứ hai là xác minh bằng tin nhắn văn bản. Thì thường là tôi sẽ chọn bằng cái phương thức thứ hai, thế là gửi mã xác minh bằng tin nhắn văn bản. Sau khi nhấn vào cái mã xác minh tin nhắn bằng văn bản thì bạn phải nhập cái số điện thoại của bạn vào đây. Đó, tôi ví dụ cái số điện thoại bất kỳ. Sau khi bạn nhập cái số điện thoại vào đây, bạn nhấn nút gửi. Thì sau khoảng tầm 3 đến 5 giây, có khi đến 1 phút thì bạn sẽ nhận được một cái tin nhắn. Nhận tin nhắn thì trong đó sẽ có phần xác minh cái mã tài khoản. Bạn kích vào gửi thì nó sẽ hiển thị ra một cái bảng. Đấy, đây không phải lệ, tôi ghi hơi dài. Ok, thì sau khi kích vào đó thì sẽ có phần xác minh tài khoản. Đây chính là cái ô để bạn nhập 6 chữ số trong cái tin nhắn mà bạn nhận được. Sau khi bạn nhập 6 chữ số, bạn nhấn nút gửi thì cái tài khoản của bạn sẽ ở trạng thái là chờ xác minh. Đấy. Thì sau khi xác minh xong thì cái tài khoản của bạn sẽ hiển thị dạng như này. Đây, ví dụ đây tài khoản của tôi, một cái tài khoản chính ghi là đối tác đã được xác minh. Sau khi cái tài khoản của bạn được xác minh thì bạn sẽ tiến hành vào cái phần bật cái phần kiếm tiền này lên. Kích vào cái nút kiếm tiền. Đó, kích hoạt cái tài khoản của tôi. Trong cái phần kích hoạt tài khoản của tôi này thì sẽ có những cái điều khoản của YouTube Partner. Đấy, thì cái phần này hầu như là bằng tiếng Anh hết, các bạn có thể đọc dịch ra hoặc translate. Cơ bản là bạn sẽ phải tuân theo ba tất cả những cái điều khoản này và kích vào ba cái dòng như này. Tôi đồng ý với các điều khoản trên này. Tôi đồng ý sẽ không nhấp vào cái quảng cáo của Google. Các bạn đặc biệt chú ý là trong khi mà bạn đăng ký tài khoản YouTube Partner là tất cả những quảng cáo hiển thị trên cái video của bạn thì bạn không được kích vào. Nếu mà kích vào thì tài khoản của bạn sẽ bị out luôn. Và cái dòng thứ ba là tôi chọn sẽ không tham gia kiếm tiền để bất kỳ nội dung nào mà tôi không sở hữu đầy đủ quyền. Sau đó kích vào tôi đồng ý. Ok. Thì trong cái phần tiếp theo này thì cái cách kiếm tiền từ video bằng cách nhấp vào biểu tượng đô la hoặc chọn và kiếm tiền thì cơ bản là sau khi bạn đã có những cái video mà trong cái kênh của bạn rồi thì bạn nhấn vào nút đồng ý này thì tất cả những cái video trên kênh của bạn sẽ được áp vào cái mục là kiếm tiền. Và sau đó thì bạn có thể tất cả những cái video này, hiện tại là trong cái tài khoản này của tôi chưa có một video nào cả, đây một tài khoản để tôi test thôi. Thì sau khi tất cả những cái video mà bạn up lên ấy thì bạn có thể lựa chọn cái hành động trong cái mục này là hành động kiếm tiền. Thì sau khi kích vào đấy xong lưu lại thì cái video của bạn sẽ được add để chạy quảng cáo. Và sau khi bật kiếm tiền xong thì bạn sẽ cần phải liên kết với cái tài khoản Ascend.
liên kết với cái tài khoản Ascend thì bạn để bạn nhận được cái hình thức thanh toán tiền. Cơ bản là cái phần này thì tôi sẽ nêu trong cái video thứ hai. Trên đây là ba cái phần chính để bạn trở thành một cái đối tác của YouTube Partner, một đối tác của Google. Thì đó có ba phần. Thứ nhất là đăng ký. Phần thứ hai là xác minh trạng thái và phần thứ ba là bật cái tính năng kiếm tiền. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại.